sống ở giữa thủ đô, học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa lại có những tư tưởng cờ vàng. Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của kênh Việt Vision. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bảo Trâm rất là vinh dự trò chuyện với một khách mời rất đặc biệt. Có lẽ là cái khách mời này thì không phải là chủ kênh YouTube mà rất nhiều khán giả của những cái kênh mà liên quan đến đời sống chính trị, chống phản động, chống xuyên tạc thì biết. Vâng, Bảo Trâm muốn giới thiệu đến các bạn là chị Tuyết Xuân. Chúng ta hẳn không quên cách đây vài tháng khi mà cô Phùng Thị Châu ra Hà Nội bị ngã trong nhà tắm và bị cái tay bị gãy xương, thì chị Tuyết Xuân là một khán giả khi đó xem livestream ở Việt Vision thì đã liên hệ, và sau đó thì khi trở lại thành phố Hồ Chí Minh thì chị Tuyết Xuân đã đưa cô Phùng Thị Châu đến những cơ sở y tế tương đối tốt, phải nói là tốt nhất ở thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị, và sau đó thì cô Phùng Thị Châu cũng có gửi lời cảm ơn đó chị Tuyết Xuân. Vâng, thưa quý vị các bạn, Bảo Trâm muốn giới thiệu đến quý vị các bạn chị Tuyết Xuân, một khán giả quen thuộc của nhiều kênh chống xuyên tạc và ủng hộ cho các cái nghị quyết hòa hợp dân tộc. Vâng, thưa chị Tuyết Xuân, lần đầu tiên hôm nay là lên sóng Việt Vision, chị có lời chào giao lưu khán giả của Việt Vision ạ? Dạ, xin kính chào các khán thính giả của kênh Việt Vision. Tuyết Xuân hôm nay rất hân hạnh được ngồi cạnh anh Bảo Trâm, người mà Tuyết Xuân luôn ngưỡng mộ. Có thể là hôm nay là cái giọng nói của Tuyết Xuân nó không được như bình thường, vì đã thấm được cái rét của Hà Nội nên nó hơi ảnh hưởng đến cái giọng một tí. Xin khán giả thông cảm. Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng tôi thì đang ngồi trong một cái quán khá là đông đúc ồn ào vào đúng dịp nghỉ lễ. Thành ra là có thể âm thanh cũng không được như ý, mong quý vị thể bất cho sự bất tiện đó, bởi vì thời gian chúng tôi cũng rất là hạn hẹp, chị em gặp nhau được một chút xíu thôi, rồi ai có việc đấy. Thưa chị Tuyết Xuân, chị ra Hà Nội thì cảm nhận đầu tiên của chị về Hà Nội là gì ạ? Vì cảm nhận đầu tiên, ấn tượng nhất, ví dụ như về ẩm thực, về thời tiết hay về bất cứ cái gì đó chị thấy ấn tượng nhất thì chị chia sẻ với các con khán giả. Mời chị. Có lẽ là nếu mà các khán thính giả mà theo dõi thì từ hôm đó đến giờ sẽ nghe Tuyết Xuân hết lời ca ngợi về Hà Nội, vì Hà Nội đã cho Tuyết Xuân hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lúc đầu thì lúc Tuyết Xuân chưa ra đến Hà Nội thì được nghe nhiều người nói là Tuyết Xuân ra coi chừng đấy, nếu mà đi chợ Đồng Xuân thì phải để ý, cứ có nghe là kẻ cắp chợ Đồng Xuân không? Thì Tuyết Xuân cũng ngại lắm, nhưng mà ra đến nơi thì tất cả mọi ưu tư suy nghĩ đều nó tan biến hết. Và nhất là mọi người thì kêu là ra đây lạnh lắm, nhưng mà không hiểu là do cái tình cảm của người Hà Nội đối với Tuyết Xuân làm cho Tuyết Xuân ấm áp, không còn thấy cái lạnh giá của Hà Nội nữa. Tuyết Xuân yêu Hà Nội vô cùng. Từ những con người Hà Nội rất là hiếu khách và chan hòa tình cảm, cho đến những cái ẩm thực của Hà Nội mà Tuyết Xuân đã ao ước được đi ra ăn, giống như là bánh tôm Hồ Tây này, bún ốc này, phở này, rồi và nhiều thứ nữa. Và hôm nay Tuyết Xuân lại được đi ăn một món châu cũng là món đặc sản của quê hương Đan Phượng nên thích lắm. Chắc là cái này là tăng ký mất thôi nhưng mà không thể dừng được. Thưa quý vị các bạn, hai chị em đang ngồi định thực hiện cuộc trò chuyện ngắn này thì có một người bạn chung đã nháy mắt ra để nhậu, nên là chúng ta vừa thấy trên màn hình là chị Tuyết Xuân phải ra hiệu là xin một ít phút. Vâng, thời gian của hai chị em thì biết nhau cũng vài năm rồi trên mạng xã hội, nhưng mà hôm nay mới có dịp gặp nhau. Thì thưa chị Tuyết Xuân, là chị đã tham quan khu vực phố đi bộ Hồ Gươm chưa? Đi nhiều lắm, mặc dù là chân Tuyết Xuân rất là yếu, là bị phải mổ, nhưng mà Tuyết Xuân cũng cố gắng hết sức để thăm từng người và
đi đến những nơi mà Tuyết Xuân muốn đến. Thì ngày hôm qua Tuyết Xuân được chở đi tham quan đủ nơi hết. Trời ơi, Tuyết Xuân đã được đón Tết Tây ở phố đi bộ. Lần đầu tiên trong đời Tuyết Xuân đón một cái Tết Tây vui, vui vô cùng trên đất Hà Nội. Và hôm qua là tình cờ khi được chở đi ăn kem Tràng Tiền thì được một người bạn mới chỉ cho là cái chỗ mà tượng đài Lý Thái Tổ. Thì Tuất Xuân đã nghĩ ra à, cái chỗ này là chuyên môn bảo chân, là cùng với các anh em cờ đỏ đi chống dân chủ ở đây. Thì Tuất Xuân có trao đổi với cái người bạn đó là như thế này. Tuất Xuân rất ngạc nhiên, tại vì Tuất Xuân sống ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh ra và lớn lên ở đó. Thì những người ở miền Nam, họ sống ở dưới chế độ ở miền Nam, thì họ có những có những người thân đã làm việc cho chế độ đó, thì nói là họ có những cái tư tưởng mà không được tốt đẹp cho chế độ của mình. Thì cái đó là điều không ngạc nhiên, nhưng mà những người mà sống ở đất thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, họ đã được sống dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, họ đã hiểu biết thế nào là cái hãnh diện và tự hào của người dân miền Bắc đã làm nên lịch sử, đã làm cho đất nước mình được thống nhất. Thì đáng nhẽ họ phải tự hào mình là người dân miền Bắc. Nhưng mà không hiểu sao họ lại có những cái tư tưởng mà rất là phản đồng. Và họ theo... Tôi nghĩ là họ chưa hề biết là ở dưới cái chế độ miền Nam như thế nào. Từ bé đến lớn họ đâu biết như thế nào. Mà tại sao là bây giờ họ lại đi theo và họ chống phá chính cái gì mà mình đã học hỏi ở trên quê hương mình. Thì Tuất Xuân ngạc nhiên vô cùng, vì đâu, vì lẽ nào mà lại dẫn họ đến cái tư tưởng đó. Và chính những người đó đã làm cho Tuất Xuân khinh bỉ vô cùng. Tuất Xuân tuy là học và làm và học từ bé đến lớn ở miền Nam, nhưng lúc nào Tuất Xuân cũng mang trong đầu, Tuất Xuân rất tự hào về đất nước Việt Nam mình, rất tự hào về đất nước mình ngày càng phát triển và bây giờ đã sánh bước với Nam Châu cường quốc. Và Tuất Xuân đi khắp nơi, đi các nước, ai hỏi Tuất Xuân là người từ đâu tới, Tuất Xuân luôn luôn tự hào tôi là người Việt Nam. Bởi mình là người Việt Nam, tại sao mình không tự hào mình là người Việt Nam mà lại đi theo những cái gì đâu á, những cái gì hão huyền. Thì họ vì lẽ gì, họ vì lẽ gì mà họ đi theo những cái mà đi ngược lại với những cái chủ trương chính sách của nhà nước này. Không phải họ vì lý tưởng đâu. Tôi xin biết chắc chắn họ vì một cái gì đó. Bởi vậy Tuất Xuân xem thường ở miền Nam, Tuất Xuân không xem thường bằng những người mà ở miền Bắc mà có cái tư tưởng đó. Bởi Tuất Xuân ngạc nhiên vô cùng, những người đó không hiểu họ có suy nghĩ gì không. Vâng, Bảo Trâm nghe chị Tuất Xuân chia sẻ thì quá, thực sự là Bảo Trâm cũng rất xúc động khi mà nghe những lời mà trong tim ruột, trong gan ruột của một người con miền Nam. Nhưng mà phải nói rất thấu đáo, quả thực là nếu không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì non sông không thu về mối và chị em mình Nam Bắc không thể tự do ngồi đây đi thăm thú những cảnh đẹp Tổ quốc và cùng thưởng thức những cái món ẩm thực đặc trưng của vùng miền. Vâng, và không hiểu sao mà như chị Tuất Xuân nói, chị rất ngạc nhiên khi mà ở thủ đô Hà Nội lại có thành phần theo tư tưởng phản động như vậy, trong khi họ được thừa hưởng
hấp thụ đấy và thừa hưởng cái thành quả của cách mạng, của cái cuộc kháng chiến thần thánh. Đấy nhé, họ phải tự hào, họ phải tự hào mới đúng chứ, đúng không? Vâng, Bảo Trâm có cái suy nghĩ này, nếu giả sử ấy, với những cái tư tưởng, quan điểm chính trị và tấm lòng của chị Tư Xuân, Bảo Trâm cảm tưởng như này, chị Tư Xuân ạ, nếu mà chị mà ở Hà Nội, có lẽ là chị cũng tham gia đội Cờ Đỏ. Đúng, khi... đúng đó, đúng đó. Vâng, thế chị, bây giờ vâng, cái đó là cái giả thuyết. Và bây giờ cái tình huống đặt ra nhé, là ví dụ hôm nay đã là ngày mùng 1 bây giờ, thế thì chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa là đến ngày 19 tháng 1 là ngày mà theo thông lệ hàng năm thì đám dân chủ và ba quay kiểu mới nó lại ra khu vực tượng đài để gọi là vinh danh lính Việt Nam Cộng Hòa. Thế thì giả sử hôm nay là ngày đó, chị biết được tin có một đám dân chủ ra đó và cầm những cái khăn có biểu tượng của bác Sọng, thì chị xử trí như thế nào nếu mà chị ở Hà Nội? Thứ nhất là nếu mà họ cầm nhang để họ cúng bái những người mà họ cho là họ muốn cúng bái thì Tú Xuân sẽ ra đứng giữa đó để cho họ cúng Tú Xuân. Vì Tú Xuân nghĩ là Tú Xuân hơn những người kia chứ, đúng không? Và cái thứ hai á, là Tú Xuân chỉ vào cái cờ mà họ đang đeo á. Tú Xuân nói là cờ này ở đâu? Nếu họ trả lời là cờ của đất nước họ thì chị thì Tú Xuân mới hỏi vậy họ sinh ra ở đâu và họ sinh ra ở chế độ nào, họ đeo cái cờ này với lý do gì, ai thuê mướn cái người mang cái lá cờ đó. Lạc hậu vô cùng, xấu xa vô cùng. Tú Xuân khinh á, khinh những người đó đó. Tú Xuân mặc dù á sống ở miền Nam không biết gì hết, nhưng khi thống nhất Tú Xuân học hỏi và đạt được. Tú Xuân không hiểu sao không biết mọi người như thế nào. Tú Xuân kính trọng bác vô cùng, một người hy sinh cả cuộc đời vì quê hương đất nước, thì Tú Xuân nghĩ mình cũng phải làm một cái gì đó để bù, coi như là làm sao mà để nối gót theo chỉ một phần nhỏ những cái mà bác đã làm. Thế tại sao mình không giữ gìn cho cái nét đẹp của quê hương mình? Mình không gìn giữ những cái mà hiện tại các nước đang rất ca ngợi về cái việc thống nhất đất nước của đất nước mình? Thì tại sao không tự hào cái đó mà đi làm những cái điều ngược lại? Tôi không hiểu những người đó họ có còn cái khối óc hay không, hay là cái óc của họ đã bị lụt, bị cùn đi hết rồi. Tại thử họ không còn biết nghĩ gì là cái đúng cái sai nữa. Lúc đó là Tú Xuân sẽ đối mặt với những người đó tới cùng. Vâng, cho dù cái chân Tú Xuân rất là yếu, rất kiên quyết. Vâng, chị rất kiên quyết, rất là thấu tình đạt lý. Vâng, và thưa quý vị và bạn, thì chị Tú Xuân đã thổ lộ chị rất kính trọng, kính yêu Bác Hồ. Chị có ý định là ra viếng Bác nhưng mà chân của chị rất yếu. Tú Xuân vâng, là... muốn lắm nhưng mà Tú Xuân nghe mọi người nói là phải xếp hàng đi đến tiếng đồng hồ. Mà Tú Xuân thì không đứng, tại vì chân mới mổ, không đứng được lâu, hoặc là bước lên bước xuống rất là khó khăn, đi là cần phải có người dìu. Nên Tú Xuân lực bất tòng tâm, tối hôm qua Tú Xuân đã đi, đã nhờ người chở Tú Xuân đi ngang qua Lăng Bác và dừng lại. Tú Xuân đã khấn nguyện xin Bác hãy hiểu cho lòng con, và sẽ một ngày nào đó khi chân con lành lắm, con sẽ vào thăm Bác. Thì Tú Xuân nghĩ là Bác đã hiểu được tấm lòng của Tú Xuân rồi. Thưa quý vị và bạn, chúng ta qua một ít phút chia sẻ những tâm sự, nỗi niềm, chúng ta đã hiểu được quan điểm chính trị và con người chị Tú Xuân rồi.
có lẽ là hai chị em tôi xin tạm dừng ở đây và rất hy vọng có dịp, có duyên thì chị em lại được hội ngộ và cùng chia sẻ câu chuyện cùng bà con. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Không, phải công nhận là cho Tuyết Xuân nói thêm một lần nữa là chuyến ra Hà Nội kỳ này Tuyết Xuân cũng rất là muốn gặp Bảo Trâm. Tuyết Xuân ngưỡng mộ Bảo Trâm từ lâu rồi. Cái kênh mà Tuyết Xuân coi đầu tiên là kênh Chị Vision đó. Và Tuyết Xuân rất mê như cái kể chuyện của Bảo Trâm về những người mà gọi là dân chủ, phản động đó. Mà mỗi lần mà nghe đến một tin về một người dân chủ nào bị bắt, bị đi tù là Tuyết Xuân hả ra. Để cho họ học tập đi và họ có cái thời gian họ nghiền ngẫm lại những việc làm của họ. Bởi vậy kỳ này được gặp Bảo Trâm, Xuân rất là vui. Em cảm ơn chị. Thực ra thì chị Tuyết Xuân cũng là một trong số người mà nhắn tin động viên Bảo Trâm là live stream kể các câu chuyện dẫn chủ tiểu sử vạch mặt vân vân. Bởi vì trước đó thì Bảo Trâm thì biết là giọng mình không được trầm ấm như giọng chị Tuyết Xuân hoặc trầm ấm như một vài cộng tác viên khác của Vision, nên khi có thông tin nóng hoặc cái bài tương tự Bảo Trâm hay phải nhờ người này nhờ người kia. Nhưng các bạn biết là nếu mà nhờ thì nó không được nóng, và hoặc là cái khi mình nhờ thì cũng không nói được đúng ý của mình. Và khi mà đặc biệt livestream giao lưu khán giả bình luận hay là hỏi cái gì thì mình trả lời luôn nó nhanh. Do vậy là chị Tuyết Xuân thì cũng thấy một vài người cũng chê Bảo Trâm giọng thì không truyền cảm và không nói chân chua như bác A, bác B, bác C. Thì chị Tuyết Xuân một trong người nhắn tin động viên là chị lại thích kiểu tự nhiên như vậy. Và Tuyết Xuân lại thấy như vậy. Và cứ thích nó thực tế, cái gì nó thực tế. Và kể như vậy thì nó có một cái là nó đập vào cái tò mò của mình để biết cái sự việc đó sắp xảy ra như thế nào. Chứ mà cứ đọc mà chêm chu thì Tuyết Xuân thấy bài vở như vậy Tuyết Xuân lại chán, lại không muốn vâng, coi. Chị Tuyết Xuân trong số khoảng chục người nhắn tin là Bảo Trâm ạ. Thực ra Bảo Trâm cứ ngồi lan man thôi mà cứ giao lưu ngay tại chỗ thì thấy nó hay, còn không thích mà nói chêm chu quá thì lại sợ cái gì đó là như kiểu là biên tập ấy. Thì Bảo Trâm thì thực ra là không có thời gian biên tập. Quả thực các bạn thấy livestream cứ đi cơ quan về tải vào ven đường cái ngồi là coi như là like luôn, xong rồi về là xong một việc tin của em đó. Thêm một lần nữa em rất cảm ơn chị Tuyết Xuân, một phụ nữ miền Nam. Thực sự chị Tuyết Xuân nghe gặp với đời thì chị rất là trẻ trung xinh đẹp và giọng thì quá trầm ấm luôn. Ở trong rất là đặc biệt cái tư tưởng của chị, nhiều tư tưởng ta chị chia sẻ tư tưởng về những cái người theo tư tưởng cũ Việt Nam Cộng Hòa thì trông thấy rất thấm, đặc biệt là cái cách mà xử trí khi mà chị tiếp xúc với cả cái đám phản động ở Hồ thì có một cái ý mà Bảo Trâm thấy rất là thú vị, Bảo Trâm phải vỗ tay ấy. Tức là nếu mà mang hương đến để thắp, không thắp cho 74 lính Cộng Hòa đấy, thì chị đứng ngay ở vị trí đó để cho thắp, vì là chị Tuyết Xuân cho rằng chị xứng đáng hơn những người kia. Bảo Trâm thấy thì rõ là chị yêu nước hơn những người kia rồi, vì chị không làm tay sai cho giặc, đúng không ạ? Em cảm ơn chị dạ, nhé. Xin chào các quý vị khán giả. Và Tuyết Xuân mong rằng khán giả hãy ủng hộ cho Bảo Trâm, vì Bảo Trâm làm việc này không phải vì quyền lợi riêng tư cho mình mà đó là vì tình yêu quê hương đất nước. Chứ mà nói thật sự là Bảo Trâm làm cái việc này á, Tuyết Xuân đã được chứng kiến thì YouTube không có mà cứ bị phạt hoài. Thành thử ra phải có cái lòng, phải có cái tinh thần thì mới làm được cái việc này. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi, đã ủng hộ hai chị em. Nơi nào như tổ quốc của tôi, đất cha ông chưa nguôi ngày đoàn tụ, trong nguy nan vẫn gồng lên giữ đất.